ra chưa? Này chị đi nó ôm còn chắc chân nữa, quay nó bảng nó bự á, nó ôm hết cái chân chị đi nó không có bị chuối nhiều. Cái gót nó cũng bự nó dễ đi. Nó sợ tại vì chạy nó không là chị nói cửa hàng của em hơi ngược chân rồi hai ơi. Cửa hàng của em nằm bên trên. Nãy chạy hút hả chị? Đi ghế anh ngồi anh đi ra. Để đi. Đấy các bạn, ôm chắc cái chân nữa. Nó còn chắc hơn cái đôi hiện tại chị đang mang nữa đó. Đôi chị đang mang em không mang nhưng mà em nhìn em thấy là chị đi rất là bị chuối đúng không chị? Cũng được. Dạ. Chị cũng đi quen rồi chị còn mang về chắc hơn nữa. Dạ. Mang đi tiệc hả chị? Hay đi bình thường? Dạ. Đi tiệc mang này nhìn nó đẹp dáng. Lấy da bóng á, lấy da bóng nhìn nó sáng da hơn là da mờ. Hai hỏi chị có mang ống nhỏ không? Hai có đôi da bóng ở trên đẹp rồi hai. Da bóng màu trắng màu đen ở trên á, trên cùng. Dạ vô luôn. Cái này vừa tầm mang à. Em thấy mở mũi nó lên nhiều. Đi nó không bị chuối phía trước. Cháu đỏ. Còn đem dưới cho mẹ đi. Đem để chiều mẹ nấu. Ủa chị có Zalo của em chưa? Chưa, chắc chưa kết á, chưa kết kịp á. Tại một ngày nó cho em kết tầm 10 người à. Chị mua được rồi. Dạ. Em còn mấy trang luôn, chưa kết bạn được luôn. Ngày Zalo nó cho đâu có cho nhiều đâu, cho tầm 10 người à. Chị mốt chị đi thường á, chị mang mấy cái dép đó chị. Xỏ vô rồi đi khỏi hàng cột dây. Tiện luôn. Có quay trong nữa đó. Chị có uống tắc mà ông đừng phèn nhà làm không chị? Kìa. Nước đường phì. Đâu cái gì vậy? Ai làm cho con à? Tắc mà ông đường phèn đây con múc lên có cái sợi tắc không? Múc lên có sợi tắc không? Ở dưới á, múc lên. Ai làm cho con? Đó. Ba ông đập đá nhĩ ngon hơn. Rồi con ăn đi, ăn thử ăn ngon không? Ngon. À. Có mùi gì nữa? Có một cái tắc chua chua. Vậy hả? Ngon không? Ngon. Có mùi đắng đắng. Lao xong rồi nó chắc nó
Chứ vậy, vỏ nó the the chứ phải đắng đắng đâu. Thề đắng à, ăn mình cái vỏ nó the the, mình ăn cái vỏ nó phải the the rồi nó mới ngon. Ngon. Đúng không? Ngon. Chứ cái vỏ nó không the là đâu phải tắt đâu. Cảm ơn chị. Vé đi coi đi. Anh Thông ơi, gãy xe em, anh Thông ơi. Dắt xe khách rồi. Mang giày vô luôn em. Dạ ba ta thấy gì cưng? Đây là thẳng đây giùm chị nè, thẳng xuống đây. Đó, cho em dễ chọn nha. Đầy đủ mẫu luôn. Anh lựa lên dưới đi. Dễ thằng dưới chị giờ mất. Xem chị thích nằm lấy. Đúng già không? Đúng già không? Mua lên tí tặng học nè. Cái gì xem đi anh. Mang như cái chục tặng đẹp. Dạy dép anh hả? Anh có xài số Zalo Facebook cho em xin để cái gì em lưu cái số hành treo á. Em có đăng hàng mới này kia. Em thảo. Cái gì đi không được á, rồi em giao tới nơi cho. Anh kiếm nam hay nữ em chỉ cho anh dễ chọn. Dưới rồi đây. Ôi chết chết chết. Sợ kiếm chút xíu kiếm cái tay dài cái gì ra che cái đó cho khách đi tới luôn không có bị ấy nha. Ừ, anh người nước ngoài em, anh không biết tiếng Việt. À, không có. Có chị có hỏi rồi nhưng mà anh không có trả lời, anh không nghe được tiếng Việt. Là có điện thoại em chị ơi. Không biết anh nói tiếng gì, nó phải anh nói tiếng Hoa hay tiếng Anh chị còn nói được. Còn này anh không có nói chuyện. Chắc nghe chị hỏi mà anh không có trả lời nữa. Chắc anh không hiểu được tiếng Việt của mình á. À, nên chị đâu có bán được đâu. Anh đi vòng vòng anh tự anh kiếm hàng rồi anh đi ra. Đi chung với ba cho biết. Với ba cả nhà nha.